có sinh về. Thế bây giờ ai mà muốn sinh về đấy thì phải tu chứng đến bậc thánh bất na, chứng đến đạo quả thứ ba rồi dừng lại ở đấy, rồi đến lúc chết thì sẽ được sinh về cái cõi này, sẽ tịnh cư thiên, có năm cõi, cái cõi thứ nhất cho đến cõi thứ năm sau kiêu kính thiên. Còn là tất cả các cõi khác mình đã từng sinh ra và chết đi vô số lần rồi, còn cái cõi nào mình cũng đã từng biết hết rồi, chẳng có cõi nào cũng biết. Thế giờ cho mình lựa chọn thì mình sẽ chọn cái cõi nào? Nếu mà mình được phép lựa chọn này, được phép lựa chọn thì mình sẽ thích ở đâu? Thích tiếp tục làm người hay là sẽ thích làm một cái loài khác? Thích làm thần tiên hay là thích làm người hay thích làm cái gì? Hay là luân hồi? Nếu người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó thì phải làm gì? Bây giờ mình biết là cái vòng tái sinh nó dài như vậy, nó nhiều như vậy. Thế bây giờ mình còn thích không? Có thích không? Thấy các cái cõi sống nó như vậy, thấy cái vòng luân hồi nó nhiều như vậy, mình có thích không? Mình cảm thấy thế nào? Cảm thấy thích thú vì được tung tăng ở các cõi như vậy, hay là cảm thấy sợ hãi, hay là cảm thấy mệt mỏi? Đã mệt chưa? Mệt. Đã có một lần Đức Phật cũng đã từng dùng cái trí tuệ quan sát từ cái cõi thấp nhất đến cõi cao nhất, hay là ngài có thể dùng cái thần thông phi hành đến các cái cõi sống khác nhau, quan sát những cái chúng sinh ở các cõi sống khác nhau. Rồi Đức Phật nói lên một cái câu rằng: một chút máu cũng hôi tanh, một chút mủ cũng hôi tanh, một chút nước tiểu cũng hôi tanh. Một cái chút tâm mà còn mong muốn tái sinh là cái tâm đấy nó còn ô nhiễm. Mình còn muốn sinh về cõi này, muốn sinh về cõi kia thì cái tâm đấy nó còn toàn là cái tâm ô nhiễm. Tức là mình còn tham ái, còn tham ái với các cõi sống. Thì còn một chút tái sinh thôi cũng còn khổ đau. Còn tái sinh một lần thôi cũng còn khổ đau. Nên là Đức Phật cảm thấy ta nhàm chán tất cả các cõi sống, từ cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế là một sự nhàm chán to lớn. Đấy là khi nào mình có được cái sự nhàm chán như vậy thì cái sự chứng đắc niết bàn nó sẽ mạnh hơn. Cái tâm mà hướng đến niết bàn nó sẽ mạnh hơn. Cái tâm mà mình còn ưa thích các cái cõi sống đấy thì cái dòng sinh tử của mình nó sẽ còn rất là dài. Thế bây giờ mình muốn mệt mỏi, thấy sinh tử quá là lâu dài rồi, quá mệt mỏi rồi. Cái gì mình cũng đã từng trải qua hết rồi, cõi trời cũng trải qua hết rồi, cõi nhân gian này thì quá khổ đau rồi, các cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì quá là ghê rợn, quá là khủng khiếp rồi. Các cái cõi kia thì cũng có sinh có tử như vậy, thì bây giờ mình phải thấy nó có cái sự nhàm chán hết. Cho nên là khi mà một người thực hành thiền tuệ, vì đó muốn nhàm chán cái cõi dục giới thì vì đó phân thấy cái sự vô thường sinh diệt của danh sắc ở dục giới, thì vì đó cắt đứt được cái tham ái đối với cái năm uẩn của dục giới. Vì đó mà muốn nhàm chán đối với lại các cái cõi phạm thiên sắc giới thì cứ quán phân biệt cái sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc của cái sắc giới, là phân biệt cái sự vô thường khổ vô ngã của các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhàm chán các cái cảm thọ ở các cái tầng thiền đấy, thì cũng đồng nghĩa là mình sẽ nhàm chán với lại cái sự sinh về các cái cõi đấy, mình cũng sinh ra nhàm chán. Phân biệt cái danh sắc ở cái cõi vô sắc giới, rồi ở cái tầng thiền vô sắc giới là mình nhàm chán đối với những cái cảm thọ ở cái vô sắc giới đấy, thì là mình cũng sẽ nhàm chán, không còn muốn tái sinh về những cái cõi đấy nữa. Bây giờ muốn biết là ở cái cõi trời nó như thế nào, nó như thế nào, thì bây giờ mình chỉ cần biết cái nội tâm dục giới nó như thế nào thì sinh về cõi trời nó cũng như thế vậy. Nội tâm dục giới nó có ái ố hỉ nộ, nó có hết, thì khi mà sinh về cõi trời dù có làm chư thiên nó cũng vậy, nó cũng có vui có buồn, có ái ố hỉ nộ y như vậy. Thì sinh như đấy nó có cái gì đâu, nó toàn là cái cảm thọ lúc vui lúc buồn như vậy thôi. Mình ở nhân gian này cũng vậy,
có vui có buồn đấy thầy. Thì bây giờ muốn muốn biết là cái cõi Phạm Thiên ấy, muốn sinh về cõi Phạm Thiên thì nó như thế nào, thì bây giờ nhập vào các tầng thiền ấy, thì biết à cái cõi à, nhập vào sơ thiền thì mình thấy nó có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nó có cái hỷ lạc do ni dục sinh. Thì khi mà sinh về cõi Phạm Thiên cũng vậy, cái tâm lúc nào nó có cái niềm hỷ lạc do ni dục sinh ấy. Nó có cái cảm thọ như vậy thôi, lúc nào cũng có một cái niềm vui tự tại, không có cái không khởi lên một cái tâm về tham dục ở cái cõi thế gian này. Thế mà bây giờ muốn biết là cái cõi nhị thiền nó như thế nào, mình nhập vào cái tầng thiền nhị thiền thì thấy ở đấy là có cái hỷ lạc do định sinh, cái định nó rất là mạnh và có cái hỷ lạc như thế. Thì khi mà sinh về cái cõi đấy, mình sống mấy nghìn đại kiếp ấy, nhưng mà nó chỉ có một cái trạng thái đấy, lúc nào nó cũng có cái hỷ lạc do định sinh. Nên bây giờ muốn biết là cái cõi Phạm Thiên Tam Thiền người ta sống như thế nào thì nhập vào cái tầng thiền thứ ba mình biết. Nó có một cái trạng thái là ni hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, một trạng thái hỷ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Thì về cái tầng thiền đấy nó cũng thấy lúc nào nó cũng chỉ có một cái cảm giác nó là an lạc. Thì bây giờ mình nhập vào cái tầng thiền thứ ba nó cũng có cái trạng thái an lạc như vậy. Cái cảm thọ an lạc nó rất là mạnh như vậy. Thì về cái đấy cũng vậy, mình sống ở đấy bao nhiêu đại kiếp thì nó chỉ thuần có một cái trạng thái an lạc vậy. Muốn biết là cái cõi Phạm Thiên Quảng Quả các vị sống như thế nào, bây giờ nhập vào tứ thiền mình thấy nó có cái trạng thái xả với nhất tâm. Xả đi không có tha, không vui không buồn không dính mắc gì. Xả lạc xả khổ diệt thì yêu đã gặp họ trước. Thì mình cũng biết là những cái vị ở Phạm Thiên tứ thiền người ta cũng vậy. Người ta không có khổ, không có nạn, không có hỷ, không có yêu. Có thế không? Lúc nào nó cứ dửng dưng tự tại này. Nhìn thấy ai chẳng có cười, chẳng có vui, chẳng có buồn gì hết. Thế là nhập vào các cái tâm đấy là mình biết sinh về các cõi nó cũng như vậy. Cũng như vậy, thế mình có thích sinh về cõi đấy không? Thế là thấy là ồ thì đàn là các cõi sống nó như thế này. Thế bây giờ cũng quán nó là vô thường hết, nó là khổ, là vô ngã hết. Thế là sinh ra nhàm chán hết. Nhàm chán hết với các cõi sống để đi đến niết bàn, không có níu luyến cái gì với cái thế gian này nữa. Người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó thì phải làm này, muốn chấm dứt tái sinh thì phải có trí tuệ tìm ra những nguyên nhân nào đã khiến cho chúng sinh tái sinh. Khi nào có cái trí tuệ mà tìm ra được cái nhân sinh ra tái sinh thì mới đi đến chấm dứt tái sinh. Khi đã hiểu được nhân rồi thì cũng dùng trí tuệ đó để đoạn trừ tận gốc rễ những nguyên nhân đấy khiến cho chúng sinh phải tái sinh. Giống như là cái nhổ cỏ là phải nhổ ra tận gốc, mình phải đào cái gốc nó lên thì mình diệt trừ nó thì nó mới không có mọc lên trở lại nữa. Cũng vậy, cái dòng tái sinh này, luân hồi này cũng vậy. Bây giờ muốn chấm dứt được nó, mình phải tìm ra cái gốc rễ của nó, tìm ra cái cội nguồn, tìm ra cái nguyên nhân của nó, để mà nhổ nó đi, để mà diệt nó đi, để mà cắt nó đi thì nó mới không nảy sinh lên nữa. Chứ mình không tìm ra được cái cội nguồn gốc rễ nguyên nhân của nó thì nó cứ sinh lên liên tục. Cái diệt giống như là mình cắt cỏ hôm nay ngày mai nó lại mọc lên. Cũng như vậy, những người nào bảo với tôi chán quá, tôi không muốn sinh nữa, tôi đi tự tử tôi chết, nhưng mà chết một cái không ngờ nó lại tái sinh ngay lập tức, thế nó lại có ngay một cái thân khác. Thế mình cứ diệt xong nó lại mọc, diệt xong nó lại mọc thì không bao giờ diệt được. Cái tình trạng này là khi mà Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo tu quán pháp 32 thể trược, vì thấy ôi cái thân này quá là ghê gớm, quá là bẩn thỉu, quá ô uế, quá là bất tịnh. Thế mình sống với cái bẩn thỉu ô uế ghê gớm bất tịnh này làm gì? Thế là các vị mới thuê người lại giết tôi thì cho cái này cho cái kia. Rất nhiều người chết, nhưng mà khi đó thì Đức Phật cấm không cho phép làm như vậy. Mà bây giờ muốn diệt trừ được cái khổ đau này, muốn diệt trừ được cái quả, cái có cái thân này là cái quả của cái khổ, thì bây giờ phải diệt trừ được cái nhân. Nhân nào sinh tử là quả mà, thì nó phải có cái nhân của nó. Diệt từ từ gốc rễ, từ nguyên nhân của nó mới diệt được. Cái đâu là nguyên nhân của dòng tái sinh luân hồi bất tận này? Nhân. Muốn biết nguyên nhân thì phải truy tìm một cách tuần tự. Tìm một cách tuần tự thì để tìm ra nguyên nhân. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao lại có già và chết? Tại sao lại có già chết? Vì có tái sinh.
Tại sao lại có tái sinh? Vì có nghiệp hữu. Tại sao lại có nghiệp hữu? Vì có chấp thủ. Tại sao có chấp thủ? Vì có tham ái. Tại sao có tham ái? Vì có cảm thọ. Tại sao có cảm thọ? Vì có tiếp xúc. Tại sao có tiếp xúc? Vì có sáu trần, sáu căn. Tại sao có căn trần? Vì có danh sắc. Tại sao có danh sắc? Vì có thức. Tại sao có thức? Vì có tạm nghiệp. Tại sao có tạm nghiệp? Vì có vô minh. Tại sao lại có vô minh? Là vì nhiễm sai sự thật. Vấn đề nó chỉ đơn giản mỗi thế thôi. Cái gốc rễ của nó là hiểu sai sự thật. Hiểu sai. Tìm ra đến, đào được đến tận cái gốc của nó này ha. Rồi còn mỗi cái việc là nhổ nó lên, diệt nó rất là xong. Thì ra từ xưa đến nay mình ở trong sinh tử chỉ có mỗi cái việc cái hiểu sai. Bây giờ chỉ còn mỗi cái việc đó là hiểu cho đúng thôi. Vậy phát triển cái trí tuệ để thấy đúng sự thật, biết đúng sự thật, hiểu đúng sự thật. Bảo sao chúng mình, chúng sinh cứ bị gọi là si mê là vậy. Si mê, mê, mê muội là hiểu sai, không có hiểu đúng sự thật. Vô minh che nấp nhưng không hiểu đúng sự thật. Hiểu sai sự thật được gọi là vô minh. Hiểu sai sự thật thì cũng là vô minh. Vô minh với hiểu sai sự thật là bằng nhau, chứ không phải là một cái khác. Hiểu sai sự thật là vô minh. Thì vô minh là cái cội gốc đầu, là cái cội nguồn đầu tiên, là cái gốc rễ, là cái gốc rễ đầu tiên của sinh tử. Cái bây giờ mình muốn diệt được sinh tử thì phải diệt từ cái vô minh này mà đi. Thì phải diệt từ vô minh. Vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì nhục nhập diệt. Nhục nhập diệt thì xúc diệt. Xúc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sinh diệt. Sinh diệt thì già bệnh chết sầu bi khổ ưu não cũng sẽ diệt. Đấy là diệt. Vậy thì cái nỗ lực thực hành tu tập là để diệt trừ vô minh. Tất cả cái pháp mình muốn diệt trừ được vô minh, chứ là phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có định. Muốn có định thì phải có giới. Vì vậy cho nên là thì ra là cái con đường tu tập giới, định, tuệ. Khi nào là cái tuệ nó mạnh lên là sẽ vô minh nó sẽ yếu đi. Cái tuệ nó rực rỡ thì vô minh sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Thế thôi, vô minh diệt một cái là tất cả những cái khác nó diệt theo. Không còn gì nữa. Vì vậy cho nên là do cái này có cái kia hiện hữu, cái này sinh cái kia sinh, tức là do vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc, danh sắc có sáu xứ, sáu xứ có xúc, xúc có thọ, thọ có ái, ái có thủ, thủ có hữu, hữu có sinh, duyên sinh có não, tử sầu bi khổ ưu não. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Thì ra là như thế. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Thật ra là cái dòng sinh tử nó cũng vậy, nó có cái nhân, cái duyên với nhau, nó hỗ trợ cho nhau sinh ra và diệt đi vậy. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh. Tức là tại vì có vô minh cho nên là mới có hành, có, vì có hành nên có thức, vì thức nên có danh sắc nên có sáu sự. Như vậy, đấy là cái, đây là tất cả những cái nguyên nhân của cái dòng sinh tử này. Tại sao cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh? Cái này mà có thì cái kia cũng có, cái này mà sinh thì cái kia cũng sinh. Sao cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh? Tại sao mà cái này có là cái kia có là làm sao? Cái này cái kia là cái gì? Cái này cái kia đấy là muốn chỉ cho các pháp hữu vi, tức là tất cả những cái pháp hữu vi ấy, gọi là cái này cái kia. Những cái gì mà có thể là thấy, nghe, gửi nếm, xúc chạm được ấy, hay là có thể suy tư được ấy, giống như là những cái nó có hình tướng hoặc không có hình tướng. Ví dụ những cái tâm thức của mình nó không có hình tướng, nó vẫn là các pháp hữu vi, mình có thể tư duy suy luận được nó, thì nó đều là những pháp hữu vi. Thì tất cả những cái đấy nó là pháp hữu vi. Các pháp hữu vi thì nó luôn có cái bản tính sinh lên và diệt đi. Các pháp hữu vi không thể nào tự sinh và tự diệt, mà nó phải có nhân duyên, có sự nương tựa hỗ trợ cho nhau cùng sinh cùng diệt.
Vì vậy cho nên cái này có cái kia hiện hiếm, cái này sinh thì cái kia sinh. Nhưng không không thể có một cái gì mà tự nó sinh lên được. Như là bây giờ mình có một hạt thóc thì tự nó không thể nào sinh lên được một cây lúa. Đấy, mà nó phải có những cái sự hỗ trợ. Đấy, bây giờ mình cho cái hạt thóc đấy vào một cái chu mình để thì nó không bao giờ sinh lên được. Mà nó phải có nước, nó phải có không khí, nó phải có ánh sáng. Những cái yếu tố đấy nó hỗ trợ cho nó sinh lên được. Nếu mà không có nước thì cái hạt lúa không nảy mầm. Có nước, có hạt lúa mà không có đất nó không nảy mầm. Có đất, có nước, có hạt lúa rồi mà không có không khí nó cũng không nảy mầm. Không có ánh sáng cũng không nảy mầm. Vậy thì nó phải có nhiều cái tương tác với nhau như vậy thì nó mới sinh lên được. Nếu không có thì một mình nó không thể nào sinh lên được. Vậy thì cho nên là các pháp nó có nhân có duyên như vậy. Nó có cái pháp nó duyên khởi với nhau, nó chẳng chịt với nhau. Nhưng mà chúng sinh vì không thấy, không tuệ chi, không niệu chi, không giác ngộ được thì cái pháp duyên khởi không tuệ chi được những cái nhân mà sinh ra các pháp. Chúng sinh thì chỉ thấy được cái quả chứ không thấy được cái nhân, không có hiểu ra được cái gốc rễ, cái nguyên nhân của nó, thì chỉ có thấy được cái quả. Cho nên là chúng sinh mới bị gọi là vô minh, tối tăm mê mờ hoàn toàn, không biết gì hết, không biết gì tại sao mà nó lại có cái này, tại sao nó có cái kia. Nhưng mà thực sự ra nó ngầm ở bên dưới đấy là nó là cái sự hỗ trợ, nó là cái nhân duyên, nó là cái sự tương tác với nhau. Nó có nhân thì nó mới sinh ra quả, chứ không phải là nó cứ tự động nó có quả nó sinh ra như thế. Mà cái nhân thì bao giờ nó cũng tiềm ẩn, mà chúng những cái người bình thường không có thấy. Cho nên là Bồ Tát thì thường là sợ nhân, những cái người giác ngộ thì biết cách xử lý từ ở dưới cái nhân, còn những cái người vô minh thì cứ xử lý ở trên cái quả của nó. Thì là khi mà mình thấy cái niềm vui thì mình ưa thích, thấy cái nỗi khổ thì sợ hãi. Nhưng mà vui và khổ nó đều có nhân của nó. Nhân nào sinh ra niềm vui, nhân nào mà đưa đến cái khổ đau. Thì người biết được cái pháp duyên khởi, cái người biết được cái pháp nhân duyên. Avijja Vijjara Sankhara, vô minh duyên hạnh. Do vô minh sinh cho nên hành sinh, vô minh là nhân, hành là quả. Avijja Vijjara Sankhara, vô minh là gì mà hành là gì, thế nào là vô minh duyên hạnh? Vô minh là cái sự hiểu sai đối với sự thật, hay là sự không hiểu biết đúng với chân lý. Vô minh nên sinh ra các loại phiền não, tạo các cái ác nghiệp nên phải chịu khổ đau. Đây là vô minh. Avijja Vijjara Sankhara, sự hiểu biết sai với sự thật, sai với chân lý, không hiểu cái gì mà nó không đúng với chân lý thì cái đấy là hiểu sai sự thật. Cứ hiểu sai sự thật thì nó sinh ra phiền não, tham sân si. Vậy thế nào là sự thật, thế nào là chân lý, thế nào là hiểu đúng sự thật và thế nào là hiểu sai sự thật? Nói là bây giờ ấy, muốn hết được sinh tử thì phải diệt được cái vô minh. Người ta lại hỏi thế vô minh là gì, vô minh là hiểu sai chân lý, hiểu sai sự thật. Bây giờ phải hiểu đúng chân lý, hiểu đúng sự thật đi là sẽ hết vô minh. Thế thì người ta lại phải biết là chân lý là gì, sự thật là gì. Như thế nào là hiểu đúng chân lý, thế nào là hiểu đúng sự thật để mà hết được vô minh. Thì đây là sự thật về cái thân này, chỉ là sắc pháp và danh pháp, nó sinh ra rồi diệt đi. Để sinh và diệt theo quy luật của 12 chi phần nhân duyên. Sự thật thì có nghĩa là cái pháp, cái sự thật tối hậu, chứ không phải là cái sự thật mà chế định ở thế gian. Sự thật chế định thế gian thì có hiểu biết thì cũng chỉ là người có trí thức thôi, chứ không phải là cái người có trí tuệ. Mà đây là một cái người mà hiểu biết được cái sự thật tối hậu, tức là cái này nó đòi hỏi phải có trí tuệ, tuệ chi. Cái này là không phải là thức chi nữa, mà là tuệ chi, như một người học để biết nhiều, học thuộc lòng hết tất cả tam tạng kinh điển thì vẫn gọi là người thức chi,
cái người đó vẫn chưa thấy sự thật, có biết sự thật nhưng chưa thấy sự thật. Một người phải tuệ chi được sự thật, tức là cái người đấy phải thấy được các pháp chân đế, thì lúc đấy mới gọi là tuệ chi sự thật. Sự thật về thân chỉ là sắc pháp, danh pháp, nó sinh ra rồi nó diệt đi theo quy luật của hai nhân duyên. Tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Cái người nào mà phân tích được tâm có bao nhiêu tâm ở dục giới, có bao nhiêu tâm ở sắc giới, có bao nhiêu tâm vô sắc giới, có bao nhiêu tâm siêu thế, theo cái bản nêu có bao nhiêu tâm, vì nó phân tích ra rõ ràng, vì nó phân tích được các tâm sở, 52 tâm sở phân tích ra được bao nhiêu sắc, 28 sắc ấy. Nên tâm tâm sở sắc pháp ấy. Đấy là những cái sự thật, những cái chân đế đấy, ta cần phải tuệ chi, thì lúc đấy là cái người đấy mới được gọi là người có chánh kiến. Còn một cái người mà cứ tôi học, tôi rất là hiểu pháp, tôi giác ngộ lắm, cái gì tôi cũng hiểu biết, tôi biết là có sinh có tử, có biết nghiệp thiện nghiệp bất thiện, tôi có thể làm giảng sư, tôi có thể thuyết kinh thuyết pháp, khai mở cái trí tuệ cho rất nhiều người. Nhưng mà cái đấy, cái người đấy vẫn là người chưa thấy sự thật, người đấy vẫn còn vô minh, người đấy vẫn còn vô minh, kể cả có nói cái gì nó cũng rất là sâu sắc, nói gì rất là hay, nhưng mà chưa thấy được những cái sự thật tối hậu này thì vẫn còn vô minh, vẫn chưa có chánh kiến. Chỉ khi nào mà tuệ chi được sắc và tâm và danh, tức là phải có cái phát triển được vào đến cái tầm thiền tuệ thứ nhất ấy. Danh sắc phân tích trí, ai mà bắt đầu mà phân tích được danh sắc phân tích trí thì người đấy lúc đấy bắt đầu, lúc đấy mới có chánh kiến. Chánh kiến là bắt đầu nó đã đối lập với vô minh, thì ra cái thân này nó có là những cái hạt sắc li ti này, chứ nó không có một cái khối nguyên khối rắn chắc như mình nghĩ. Thì cái tâm này nó là những cái dòng tâm thức, nó sinh khởi ở sáu căn, theo sáu trần mà nó sinh khởi, chứ nó không phải là một cái linh hồn. Thì cái người đấy là hiểu đúng sự thật rồi, còn lại thấy được đúng với sự thật như vậy là nó đã, cái tham ái với cái thân năm uẩn nó đã giảm đi rồi, nó đã giảm đi một phần rồi. Lúc đấy mình chưa có giác ngộ hoàn toàn, nhưng do mình có được cái chánh kiến thì cái tà kiến nó yếu đi, cái vô minh nó đã yếu đi, thì cái tham ái nó cũng yếu đi, chấp thủ nó sẽ yếu đi, mà cái dòng luân hồi bắt đầu đụng chạm đến cái mắc xích luân hồi từ lúc đấy. Lúc đấy là đang ra công, đang dụng công để phá vỡ cái bánh xe luân hồi. Nó bắt đầu từ cái lúc phân biệt được danh sắc. Phân biệt được danh sắc là vô minh đã giảm đi rất nhiều. Sự thật về cái thân này đấy là chân lý. Chân lý về sự khổ luôn hiện hữu trên danh sắc, vì danh sắc luôn sinh diệt. Chân lý về nhân sinh ra khổ chính là sự tham ái dính mắc với danh sắc. Danh sắc bên trong bên ngoài, quá khứ vị lai cao thượng hạ điện. Chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc khi nào? Khi tham ái được diệt trừ. Chân lý về con đường đưa đến sự diệt trừ tham ái đối với danh sắc là thực hành bát chánh đạo. Đây là chân lý về chân lý về sự khổ. Đây là chân lý ở đây muốn nói về bốn cái pháp chân đế, bốn cái pháp chân thật ấy, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đấy là chân lý. Cái chân lý là còn hiện hữu là còn khổ, còn danh sắc là còn khổ. Chân lý thứ nhất, ngày nào mình còn thân còn tâm, ngày đấy còn khổ. Ngày nào còn tham ái thì ngày đấy còn có cái nhân sinh ra khổ. Đấy là chân lý thứ hai. Ngày nào mà còn danh sắc thì ngày đấy còn khổ, ngày nào còn tham ái thì ngày đấy còn danh sắc. Đấy là vấn đề nó vậy. Ngày còn ưa còn dính mắc thì sẽ còn tham, còn thì cái danh sắc nó sẽ còn sinh lên. Cái danh sắc hoặc là bên trong hoặc bên ngoài, hoặc quá khứ tương lai như vậy, cao thượng hạ điển. Ngày nào mình còn tham ái với những cái danh sắc đấy, bất kể là bên trong hay bên ngoài, quá khứ hay tương lai, cao thượng hay hạ điển, thì ngày đấy danh sắc nó còn sinh lên. Chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc là khi nào tham ái được diệt trừ. Chỉ khi nào mà cái tham ái dính mắc được diệt trừ thì lúc đấy danh sắc nó mới dừng lại, nó không sinh lên nữa.
như là một người hành thiện Vipassana cho đến khi nào mà thấy được sự diệt tận của danh sắc, tức là cái lúc đấy là của cha trải qua cái quá trình quán đấy, vì đó sinh ra cái tâm nhàm chán, phải diệt trừ được cái tham ái với nó, thì lúc đấy vị đó mới thấy được niết bàn, đó là sự diệt tận của tham ái, diệt tận của danh sắc, thấy nó sinh diệt. Chân lý về con đường đưa đến sự diệt trừ tham ái với danh sắc, đó là thực hành bát chánh đạo giới định tuệ. Đấy, muốn diệt trừ được tham ái với danh sắc, đó là phải thực hành theo đúng bát chánh đạo, phải mà bắt đầu từ chánh kiến. Chánh kiến thì có cũng có nghĩa là với cái tuệ chi được cái pháp chân đế, với bắt đầu từ chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là người đấy phải tuệ chi được danh sắc mà trở đi mới được gọi là có chánh kiến, là cái chi đầu tiên của bát chánh đạo. Rồi sau đó để thực hành tiếp chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Càng tu tập như vậy thì cái chánh kiến nó mạnh đến đâu thì vô minh nó diệt trừ đến đấy. Đây là thứ hai này, đây là chân đế, chân lý hiểu đúng. Thứ ba là hiểu đúng sự thật là trí tuệ, nhận biết được các pháp chân đế. Chân đế, sắc chân đế 28 sắc, danh chân đế 89 tâm vương, 52 tâm sắc. Tuệ trí nguồn gốc sinh ra danh sắc. Đấy, nguồn gốc sinh ra sắc này, sắc do nghiệp sinh, tâm sinh do thời tiết sinh, do vật thực sinh, là nhân sinh ra danh sắc. Thế là hiểu đúng sự thật. Chứ không phải là hiểu đúng sự thật ở đây là cứ học nhiều, hiểu nhiều thì nó vẫn không hiểu được, mà cái mà thấy đúng cái sự thật này, đây cũng phải gọi là mà phải nói là thấy đúng sự thật thì nó mới đúng hơn, thấy được đúng sự thật, tuệ chi được các pháp chân đế, danh và sắc, nguồn gốc sinh ra cái danh và sắc đấy nữa, thì lúc đấy mới là thấy đúng sự thật. Thì lúc đấy nó mới hết được cái vô minh. Khi nào tuệ trí được nghiệp tâm thời tiết vật thực, có sinh lên thì cũng có diệt đi, cho nên sắc cũng sinh lên, sắc cũng phải diệt đi, nên giác ngộ ra sắc không phải là ta vô thường, sắc không phải của ta khổ, sắc không phải tự ngã của ta nên là vô ngã. Rồi khi nào mà tuệ chi được vô thường khổ vô ngã trên sắc thì sẽ dứt bỏ được sự tham ái đối với sắc. Khi nào dứt bỏ được tham ái dính mắc với sắc thì vị đó mới tự tại giải thoát ra khỏi sắc. Đấy là nói đến cái sắc trước. Đấy là cái người mà hiểu đúng sự thật. Còn cái tuệ chi nguồn gốc sinh ra danh nguồn thì đến phần sau tiếp tục cái bài sau tiếp cái phần vô minh liên hành nữa.